Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Đợt không khí lạnh sắp về vào cuối tuần này được dự báo sẽ có cường độ mạnh và dài ngày. Cụ thể thì vào chiều tối nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng vào miền Bắc, gây mưa và làm trời chuyển rét. Nhiệt độ giảm dần trong những ngày tiếp theo, nhiều nơi rét đậm, rét hại. Vâng, ở không khí lạnh tràn về thì chúng ta cũng nên tăng cường những cái biện pháp để đảm bảo sức khỏe. Quý vị lưu ý là bổ sung vitamin, luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Cùng với đó thì hạn chế các hoạt động ngoài trời vào ngày cuối tuần. Trước khi chuyển mưa sang không khí lạnh thì trong ngày hôm nay, khu vực miền Trung vẫn có nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Thời tiết tương đối dễ chịu. Khu vực Nam Bộ là nơi nắng mạnh và nóng nhất cả nước, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng miền trên cả nước thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần tin tức cập nhật.